Thời điểm cuối năm, các buổi liên hoan, tổng kết, hội họp, gặp gỡ trở nên thường xuyên. Điều đáng lo ngại là có nhiều trường hợp vẫn lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Đúng là hôm nay là hội cựu chiến binh, có nghĩa là tổ chức vui vui mặt với nhau, có uống một ngụm bia. Thì em đang đi học tiếng để xuất khẩu lao động, cũng lâu không về quê thì gặp mọi người thì cũng uống vài chén. Không những vi phạm, trong số ít trường hợp bị phát hiện còn có người có biểu hiện chống đối, né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Chỉ có nồng độ cồn một tí thôi ạ. Vâng. Uống từ khi nào và từ sao? Uống từ sáng ạ. Uống từ sáng ạ. Vì sao mình uống rượu rồi mình vẫn điều khiển phương tiện? Chỉ nghĩ là một cốc về nó thì một lúc là sẽ tan thì sẽ đi sẽ về thì an toàn. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời điểm cuối năm, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều phương án và thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Thường thường là các hành vi vi phạm sẽ gia tăng vào những cái dịp ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần. Thế thì nắm bắt được cái quy luật như vậy thì phòng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng, huy động lực lượng các cái lực lượng tham gia phối hợp để tăng cường cái tuần tra kiểm soát vào các cái dịp ngày nghỉ, ngày lễ để làm sao đó mà mọi người cùng chung tay xây dựng được cái ý thức chấp hành sử dụng không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện để cho chúng ta có một cái môi trường giao thông được an toàn, mọi người ra đường cảm thấy yên tâm. Để xây dựng văn hóa giao thông cần thượng tôn pháp luật và sự hiểu biết của người tham gia giao thông. Bên cạnh các biện pháp quyết liệt khi xử lý nồng độ cồn của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi người vẫn là yếu tố quyết định để góp phần xây dựng văn hóa giao thông chuẩn mực.